Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 6, 2019. Đến với VTV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình nhạc lá bồ đề. Trong phần hai là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Để mở đầu, Bích Phượng có mời quý vị theo dõi nhạc lá bồ đề. Chương trình tuần này chủ đề Đừng vì chút lợi nhỏ mà đi đường tắt do Thủ Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện từ Charlotte, North Carolina. Tủ Linh xin kính chào quý vị, kính mời quý vị đến với Nhạc Lão Bồ Đề với câu chuyện Đừng vì chút lợi nhỏ mà đi đường tắt, chuyện do viên hùng sưu tầm, Tủ Linh tóm lược và trình bày. Kính mời quý vị theo dõi. Những người trong làng đều đi con đường tắt để đến chợ, chiếm được chỗ ngồi tốt, bán được nhiều hàng. Nhưng cha tôi vẫn một mực lựa chọn con đường chính, ngoằn ngoèo và khúc khỉu ấy. Việc lựa chọn này của cha khiến lòng tôi không thể hiểu được thậm chí sinh tâm phiền muộn mãi cho đến một ngày kia tôi bật khóc vì đã tìm được câu trả lời gia đình tôi sống trong một khu làng nằm trên lưng chừng trên một ngọn núi muốn đi xuống chợ để mua bán chúng tôi phải đi qua một con đường núi uốn lượn và gặp gần người dân trong làng nhà nhà đều dựa vào bẻ măng tre, đêm bán để trang trại cuộc sống. Cứ đến ngày chợ phiên, người lớn, trẻ em ở trong làng đều gánh măng, băng qua con đường uống lượt gặp kền để đến chợ. Đáng lẽ ra, tất cả người dân làng tôi mỗi lần xuống núi đều phải đi qua con đường, vừa xa vừa uống lượt như vậy. Nhưng về sau này, một vài người vì để chiếm được một vị trí tốt, dễ bán hàng ở chợ nên họ liền mở ra con đường tắt gần hơn nhưng nguy hiểm cho tính mạng biết là có nguy hiểm nhưng vẫn có nhiều người nguyện ý chọn đi con đường này cha tôi cũng giống mọi người dân trong làng cứ mỗi phiên chợ ông đều gánh măng đi bán nhưng cha tôi chưa từng đi qua con đường tắt ấy mỗi đợt nghỉ hè tôi lại về quê lên rừng bẻ măng tre, đem ra chợ bán cùng cha. Mỗi lần đi trên con đường uống lượng ấy, trong lòng tôi lại dâng lên nhiều cảm xúc. Về sau, tôi thường khuyên cha tôi, cha ơi, chúng ta nên đi con đường tắt kia đi, sẽ nhanh hơn một chút hay sao? Nhưng cha tôi nghe xong vội vàng lắc đầu, kiên quyết đi con đường cũ. Cứ như vậy, mỗi lần đến chợ chúng tôi đều không tìm được một chỗ tốt những chỗ dễ bán hàng đều bị những người đồng hương đi con đường tắt ngồi mất rồi măng của cha con tôi thường bán hết muộn hơn so với mọi người vì thế tôi thường sinh tâm phiền muộn cha tôi vẫn thản nhiên không chút để ý đến sự phiền muộn trong lòng tôi và cũng từ đó câu hỏi vì sao không đi đường tắt mà cứ phải đi con đường uống lượn xa tít như vậy đã trở thành thắc mắc không thể hiểu nổi trong lòng tôi. Nhiều năm sau, tôi sinh sống ở thành phố, cách quê tôi hơn trăm cây số. Vì thế, tôi đón cha tôi lên ở cùng. Ngày rời làng ra đi, cha tôi không ngồi trên xe, khăng khăng đòi đi bộ, trên con đường uống lượng quằn ngoèo ấy. Tôi đành xuống xe đi bộ cùng cha, cũng muốn nhân cơ hội này để cởi bỏ khúc mắc ở trong lòng nhiều năm qua. Tôi hỏi, thưa cha, con biết vì sao cha luôn muốn đi trên con đường này mà chưa từng đi trên con đường tắt kia. Cha nghe xong câu hỏi của tôi, lặng im đứng thật lâu và đưa ánh mắt nhìn về phía trước con đường. Bất chợt, đâm chiêu nhìn về phía xa. Rồi cha nói này con bởi vì cha nhất định phải bảo toàn sự bình an cha dựa vào bán măng để nuôi con khôn lớn hoàn thành việc học mấy chục năm qua cha luôn bình an vô sự mấy bác mấy chú của con đều đi đường tắt nhưng con thấy đấy bác vương bị ngã gãy tay hai lần măng không biết rơi mất đi đâu mất đi bao nhiêu lần chú tư bị nặng nhất một lần ngã lăn xuống núi thương tích đầy người những người thường đi con đường tắt ấy nào có ai thực sự được bình an vô sự đâu những lời nói này của cha khiến tôi lặng đi đúng vậy những người cùng làng đi trên con đường tắt ấy hoặc ít người hoặc nhiều đều phát sinh nguy hiểm cha kéo tôi ngồi xuống bên đường giọng cha chầm lại nói với tôi này con trai, con đường uống lượng khúc hiệu, nhưng vĩnh viễn là con đường chính xuống núi. Không thể vì một chút lợi ích nhỏ nhoi mà buông bỏ con đường chính của mình. Con đường này là con đường bình an. Đi trên con đường này, cả đời sẽ được bình an. Điều này, con phải khắc sâu trong lòng. Những lời nói của cha đã khiến tôi bật khóc. Từ con đường gặp ghen ấy, tôi cũng hiểu được rất nhiều đạo lý của cuộc đời. Đường đời cũng tựa như con đường núi này, phải trải qua rất nhiều gặp gần khúc khiu, nhưng phương hướng của nó thì không thể nào sai. Mỗi người đều phải thủy chung đi trên con đường tránh trực, bởi chỉ có đi trên con đường tránh trực ấy thì cuộc đời mới thực sự bình an, không có con đường tắt nào có thể dẫn ta đến thành công. Chỉ có một thái độ sống tích cực, bền bỉ và chân chính mới đưa ta đến bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời. Và sinh mệnh chính là một quá trình tích lũy lâu dài và liên tục như thế, không thể nào hấp tấp, cũng chẳng thể nào vội vàng. Vậy nên đừng vì chút lợi nhỏ mà vội vàng bước chân trên con đường tắt hãy lựa chọn cho mình một con đường tránh trực và kiên trì với nó. Bạn nhất định sẽ bình an đi đến đích trong cuộc đời này. Câu chuyện thứ hai, trong một khổ đau ta mới nhận ra hạnh phúc. Trong bạo tố mới biết thế nào là bình yên. Có một nhà vua xứ nọ ra giải thưởng cho người họa sĩ nào có thể vẽ được bức tranh diễn tả tuyệt nhất về sự bình yên rất nhiều những họa sĩ nổi tiếng đã gửi đến nhà vua những tác phẩm tuyệt vời nhất của họ. Một trong những kiệt tác đó là một bức tranh về một mặt hồ lặng sống, phản chiếu hình ảnh những dãy núi, tuyết trắng xóa, bên trên là bầu trời trong xanh, với những đám mây trắng như bông, bức tranh quả là hoàng mỹ, hầu hết mọi người đều đánh giá nó là tuyệt vời nhất nhưng khi nhà vua tuyên bố người thắng cuộc tất cả mọi người đều kinh ngạc bức tranh đoạt giải về những dãy núi nhấp nhô và lởm chởm bầu trời sẫm xịt và sấm chớp nó không thực sự yên bình chút nào nhìn trong có vẻ người họa sĩ đã nộp nhầm bức tranh về cơn bão thay vì sự bình yên nhưng khi mọi người quan sát kỹ bức tranh, họ có thể thấy có một chiếc tổ chim trên vách đá. Trong tổ là hình ảnh chim mẹ đang xòe đôi cánh bao phủ lũ chim con ngay giữa cơn bão đang gầm thét. Những chú chim con ở trong cái tổ của nó một cách bình yên. Mọi cư dân trong vương quốc chợt nhận ra cảm giác bình yên nhất không đến từ quan cảnh yên bình. Sự yên bình thực sự là khi bạn giữ được sự thanh thản ngay cả khi đang trong cơn bão của cuộc đời. Qua hình ảnh, chim mẹ vẫn bình tĩnh, thanh thản trước những dông tố ngay bên ngoài kia. Đây chính là hình ảnh minh họa tuyệt nhất cho sự bình yên đích thực. Kính thưa quý vị, Nhạc Lão Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình Nhạc Lão Bồ Đề xin gửi email đến nhạc lão bồ đề 2 at gmail com Tủ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, chương trình BTV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Kính mời quý đồng hương và thân hữu tham dự buổi họp mặt ngoài trời tại Lake Fairfax Park, Reston, Virginia, Canopy G, 1400 Lake Fairfax Drive, Reston, Virginia, 20190 vào ngày Chủ nhật 7 tháng 7 năm 2019 từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Ban tổ chức tha thiết mong đợi sự hưởng ứng của đồng hương và thân hữu tham gia đông đảo. Mong chúng ta sẽ có được một ngày họp mặt vui vẻ và đầy ý nghĩa. Mọi chi tiết xin liên lạc bà Phích 469 583 8012 hay ông Vũ 703 898 5876.